Bất ngờ, Philippines đánh bại đội chủ nhà New Zealand tại World Cup 2023. Việc Philippines đánh bại đội chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0 trong trận đấu vào chiều ngày 25 tháng 7 đã tạo nên một bất ngờ lớn tại World Cup 2023. Sự thắng lợi này đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và kỳ vọng cho sự tiến xa hơn của đội tuyển Philippines trong giải đấu này. Theo bản báo cáo của nhật báo hàng đầu Malaysia tiếng Anh News Straits Times, chiến thắng này đã giúp Philippines có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup và làm nên lịch sử cho bóng đá nữ nước này. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 24 bởi cầu thủ Bowden của Philippines, khiến khán giả chứng kiến một bất ngờ đầy thú vị. Không ai có thể phủ nhận sự xuất sắc của đội tuyển Philippines trong trận đấu này. Dù đứng sau New Zealand tới 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines đứng hạng 46, New Zealand đứng hạng 26, Philippines đã chơi một trận đấu tốt hơn hẳn. Theo nhận định của News Straits Times, đội tuyển Philippines đã thể hiện sự kiên định và quyết tâm cao độ, không ngần ngại thách thức đối thủ mạnh. Tờ báo cũng lưu ý rằng Philippines có thể đã giành chiến thắng với tỷ số lớn hơn nếu họ tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn mà họ tạo ra. Điển hình là tình huống của tiền đạo Katrina Gio, nếu cô đã sút trúng đích ở cơ hội trước khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số có thể đã là 2-0 cho Philippines. Trong thời gian cuối trận, New Zealand đã nỗ lực dồn ép Philippines để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng hàng thủ vững chắc của đội tuyển Philippines đã chứng tỏ sự xuất sắc. The Star, tờ báo khác của Malaysia, tóm tắt rằng đội tuyển nữ Philippines đã làm cho đội chủ nhà New Zealand phải bất ngờ với chiến thắng này. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào cho bóng đá nữ Philippines, mà còn mở ra hy vọng vượt qua vòng bảng của giải đấu danh giá này. Bàn thắng của Bowden không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn khẳng định sức mạnh và tiềm năng của đội tuyển nữ Philippines trong thế giới bóng đá.